Viết Phú là xin mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú. Dạo gần đây thì mấy quán đồ cũ ở chỗ em nó cũng ít đồ, thì em cũng có nhận đặt đồng hồ của một số anh chị em, các anh chị cô chú đặt một số đồng hồ bên Nhật này về. Thì dạo gần đây em cũng nhận được một số đơn hàng của anh chị, thì hôm nay em có một số hàng đã về, một số hàng thì em đã gửi trước khoảng tầm chục con, hơn chục con, mười mấy con em gửi về rồi. Còn đây khoảng tầm đây gọn là chục con đây nữa, và một số đơn hàng chưa đi mua được thì nó chưa về nhà đây, thì em chưa review được. Hiện nay em sẽ review tạm thời mấy cái con của em đã đặt trước cho các anh chị cô chú đã có đặt ở chỗ em. Đây là cách kết bạn Zalo với Viết Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản đấy, thì em sẽ dùng số điện thoại ở Nhật Bản nên là cái đầu số nó sẽ khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 080 6817 3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook Zalo của em như vậy nha quý vị nhá. Đấy rất đơn giản thôi. Thì hôm nay em cũng đi mua thì có cái đồng hồ này cho một bạn thanh niên. Nhìn đeo vào là thấy rất là thanh niên rồi đúng không? Mặt đầu lâu luôn. Hồ này là đồng hồ cơ thôi. Nhưng mà vẫn còn siêu nên là em chưa bỏ ra để tháo chốt vặn chốt cho cơ chạy. Còn trong có thánh giá nữa. Đây một bạn thanh niên đặt. Còn ở đây thì có đồng hồ nữ có luôn một cái, hai cái, ba cái là của Lilith, của một anh trong thành phố Hồ Chí Minh có đặt cho em. Ở đây thì có cái đồng hồ này, nó đặc biệt một chút là đồng hồ này thì nó chạy bằng pin, nhưng pin không cần thay nha quý vị. Pin nó sẽ tự động sạc bằng năng lượng ánh sáng mặt trời luôn, khi mà hết pin thì nên là không không cần phải thay pin mà không không sợ hết pin. Con này thì sẽ chịu được áp khí là 5 5 khí áp, tương đương khoảng chống nước khoảng 5 mét. Con này thì nó giá nó cũng rẻ thôi, giá nó khoảng tầm 1,8 triệu về đến Việt Nam, khá rẻ. Của hãng Lilith cho đồng hồ nữ, con này mặt tầm 20 18 20 thôi. Còn đồng hồ nam thì trước em có review lên cái kênh hoặc là trên video của em thì cũng có số bác bảo là không review cái con quay da này đi. Quay da thì của hãng Daniel Douglas. Mặt nó 42 mm quý vị. Chạy bằng cơ thôi. Bằng cơ lộ cơ. Da khá là ok. Con này thì có ở đây, đây có một con này có tem em chưa dễ. Con này thì giá của trước của nó là 15 vạn yên, 15 man, 15 man yên thì tương đương khoảng tầm 32 triệu. Và giá mà sale off 86% thì còn một man, hơn một man chưa thuế, rơi tầm khoảng 2 triệu 3, 2 triệu 2 đấy. Thì về Việt Nam thì nó rơi vào tầm 3 triệu bạc. Hay nó 3 triệu 2, 3 triệu, 3 triệu 2, khá là rẻ. Nó giảm 32%, 86% nha quý vị nhá. Còn con này thì trước em có review này, Seiko. Seiko đồng hồ cơ Seiko của một anh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Con này thì có giá về Việt Nam là 6 triệu 9 nhá. Con này giá niêm yết của Seiko. Con này là chỉ dành cho thị trường Nhật Bản nha quý vị. Đây, có Only for Japan này. Con này thì có giá niêm yết của Seiko đưa ra là 35.200, tương đương khoảng tầm gần 8 triệu, 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi là chưa có, là mới ở niêm yết ở quay nhé. Chưa kể bao gồm cước phí và vận chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên nếu anh chị mua bên em thì con này giá về Việt Nam sẽ là 6 triệu 9. Em sẽ săn cái hàng giảm giá vào tùy thời điểm mà em sẽ gửi về cho quý vị anh chị. Còn rất là đẹp, con này rất là đẹp. Và bên này thì vẫn là những em cơ của thằng Harrison. Hai sơn này thì cũng là cái đây giá của nó này 9 man 8, 9 man 8 thì tương đương khoảng tầm 20 triệu nhé. 20 triệu là giá hiện tại em đang sell thì về Việt Nam rơi tầm khoảng tầm hơn 4 triệu một tí cơ nha quý vị. Đấy.
lộ cơ nha quý vị. Đa số đồng hồ cơ. Còn mấy em đồng hồ nữ ra thì cũng rất là đẹp. Giá của nó chỉ ở tầm 1,5 triệu một cái. Màu vàng. Túi rất là đẹp. Con này dạy bằng pin thôi. Đồng hồ nữ dạy bằng pin. Con này thì em có review rồi. Con này cũng là Lilith. Con kia cũng là Lilith. À, con này là thì của Angen hết nha quý vị. Con này Angen hết. Còn hai con còn lại thì của Lilith. Bên này một con của Lilith nữa này. Đấy. Con này chạy bằng pin thôi. Còn đây là cũng là một em đồng hồ cơ của thằng Daniel Douglas cho một anh Vũ Hiếu có đặt. Cũng rất là đẹp. Nam tính, đầy nam tính. À, đây là em giống em bên kia. Còn vào đây là cũng một em đồng hồ cơ khác của một bạn thanh niên. Con này là của thằng Sonne. Đồng hồ cơ quý vị. Quay ra màu trắng rất là đẹp. Mạ mặt thì bằng mạ cái này hơi gọi là hơi vàng nhỉ, gọi là màu cũng không hẳn là màu vàng, gọi là màu gì? Màu vàng nhưng không biết gọi là màu vàng gì nữa. Nó rất là đẹp. Nhìn đeo lên ngựa rất là sang tay. Con này thì đây, tay em ướp thử tay vào quý vị thấy. Đấy, nó có những gần như là vừa luôn. Với tầm cỡ tay bé như của em thì đeo con này là vừa đẹp. Còn ở đây thì đa số là những 40 42 42 mm. Con này thì cái mặt bề ngang của nó thì cũng rơi tầm chưa đầy 40 38 gì đấy, nó cũng dễ không không kén khách. Nói chung là trong tầm cổ tay những người đeo được nó thì rất là dễ chọn. Đấy thì đây là một số cái đồng hồ em có chuẩn bị gửi về Việt Nam. Đa số đồng hồ cỏ thôi. Thì một số cái của Seiko với lại con này thì nó cũng khá đắt. Con này nó rơi vào tầm 4 triệu bên này. Đó là hàng đã giảm giá như quý vị nhé. Còn về Việt Nam nữa thì nó cũng thêm 700. Đấy thì đây là một số cái sản phẩm em giới thiệu cho quý vị. Và ngoài chú ý thì em cũng order đồng hồ rồi tất cả các cái thứ đồ bên Nhật này, từ thuốc thang cho đến những đồ từ Nhật này về. Nếu quý vị có nhu cầu thì liên hệ em sẽ order và gửi về cho quý vị. Thì số điện thoại Zalo của em và Facebook của em có đính kèm trên video, và cách kết bạn Zalo với em thì em cũng có đính ở đây. Đấy thì em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị đã ủng hộ cái kênh của Việt Phú và tin tưởng đặt hàng. Em xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.